Chào các bạn, Mạn Review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim hoạt hình hành trình của Moner. Ngày xưa, thế giới chỉ có đại dương bao la mà không hề có bất kỳ thứ gì khác. Cho đến khi mẹ đỏ Tefiti xuất hiện, trái tim của bà có sức mạnh vĩ đại, đó là tạo ra sự sống cho muôn loài. Những hòn đảo bắt đầu mọc lên. Sau khi kiến tạo thế giới mệt thấy bà, mẹ mệt quá nên lăn ra nằm ngủ, rồi hóa thành một hòn đảo. Còn trái tim trở thành một viên ngọc xanh loè loẹt, có cả gân vòng xoáy. Không ngờ cái thứ ngọc đó lại trở thành sự thèm khát của những sinh vật khác, cũng muốn sở hữu sức mạnh bất bại này. Trong đó kẻ mạnh nhất chính là Mao Y một á thần, con của gió và biển. Với thân hình khiến chị em rụng trứng, bôi mực đầy mình đúng chất dân chơi nửa mùa ở Việt Nam. Hắn có một chiếc móc câu pháp thuật đầy quyền năng, giúp hắn có thể thay đổi hình dạng thành các con vật tùy ý. Cơ mà toàn mấy con vô dụng như tắc kè, cá lóc và bọ hung. Tôi chưa thấy cái ác nào mà kém cỏi vô dụng vậy, phải tôi là tôi mang móc đi câu cá cho rồi. Nhưng hắn đã lấy cắp được trái tim của Tefiti. Bắt đầu từ giây phút đó, mọi vật trên hòn đảo cũng chết đi và hóa thành tro bụi. Nhưng hắn nào chạy được xa, mới ra tới biển đã đụng độ một kẻ khác, chính là Teka, con quỷ của đất và lửa. Mới đánh được 3 giây thì Mao Y đã bị đánh bay khỏi bầu trời, thế thì cũng đòi làm thần, quê chữ E kéo dài. Chiếc móc câu cùng viên ngọc trái tim của Tefiti cũng rơi xuống biển mất tích. Và từ đó bóng tối lan dần từ đảo này sang đảo khác. Nó chỉ dừng lại cho đến khi người nào đó ra biển đi tìm Mao Y và cùng hắn trao trả trái tim lại cho Tefiti. Nếu không thế giới này sẽ bị tận diệt. Tất nhiên, những chuyện đó chỉ là câu chuyện cổ tích mà các cụ ngày xưa kể lại cho con cháu nghe, để nhắc nhở không ai được ra biển, vượt qua rặng san hô ngoài kia, vì đó là luật cấm kỵ. Riêng Moner, con gái của tộc trưởng, vẫn luôn yêu biển. Cô bé luôn thích nô đùa bên bờ biển và giúp đỡ những con vật nhỏ bé trở về với biển khơi. Một hôm khi đang dạo chơi thì biển rẽ lối cho cô đi xuống nhặt vỏ sò. Biển như một sinh vật trêu đùa cùng cô. Người ta nói chọn bạn mà chơi, may gặp chúng biển hiền lành, chứ chọn chúng mấy đứa cục xúc nó làm cho quả sóng thần thì còn cái nịt. Biển không chỉ chơi đùa cùng Moner, mà còn trao cho cô hòn ngọc trái tim của Tefiti. Chơi với bạn này chẳng mấy mà giàu. Ai như bạn mình suốt ngày hỏi vay tiền rồi lúc đòi thì đéo nghe máy. Tất nhiên cô bé Moner nào biết được giá trị của viên ngọc đó như thế nào. Trẻ con thấy đẹp thì cầm vậy thôi. Khi ba cô xuất hiện, ba la mắng cô vì ra biển chơi, cô đã vô tình lại đánh rơi mất viên ngọc đó xuống biển. Bố cô dặn dò là nơi đây rất nguy hiểm, nên đưa cô trở về ngôi làng và tương lai cô sẽ nối nghiệp tù trưởng của gia đình. Moner là một báu vật của ngôi làng, nơi đây là một vùng đất bình yên, mọi người làm việc vui vẻ với nhau, những đứa trẻ con háo hức vui chơi, thanh niên đi thu hoạch chuối, sau đó là hái dừa. Cô bé còn cho bé heo ống nước. Mọi người gặp hai bố con liền cùng nhau quẩy một bài cực sung, ai ai cũng yêu quý Moner. Moner còn có chú gà vừa lé vừa ngáo, con gà này còn tự đi vào bếp than, xém chút có món gà nướng rồi. Sau đó cô bé cùng gia đình ngồi đan rổ. Suốt những ngày tháng sau đó, mỗi lần Moner định ra biển thì ba mẹ và những người dân làng tìm cách ngăn cản cô. Mọi thanh niên nơi đây đều thích xăm trổ. Moner còn dạy cho mấy đứa trẻ tập múa, nhưng cũng có mấy đứa cá biệt như này. Tuy vậy bé nhảy khá chất và hiện đại đấy chứ. Ông lão này đang nước bắp cải. Thế quái nào tôi nướng cho cả nhà ăn thì bị đăng xuất khỏi trái đất. Ông rất tò mò về chú gà bổ đá đó. Nó ngu đến nỗi nuốt luôn viên đá vào bụng, nuốt không được nó liền nhổ ra và tiếp tục bổ viên đá. Bà của cô, một racing girl đúng nghĩa, luôn ủng hộ cô làm điều cô thích, nhưng sức giả có giới hạn, nào thắng được sức trai trẻ lực lưỡng sáu múi và xăm trổ đầy mình. Moner được ba cho xem truyền thống chơi đá của gia đình mình, họ không chơi từng miếng nhỏ mà quất luôn cả tảng lớn. Những viên đá này là kích thước viên đá của các tù trưởng xưa nay đã chơi, và họ đặt tại đỉnh núi cao nhất. Với họ gia đình chính là nơi đây chứ không phải ngoài biển khơi. Vậy là mặc cho người bà nhảy một mình trên biển, Moner dần bỏ ý định ra biển và về quẩy với cả làng. Sau đó cô trở thành cánh tay đắc lực của cha mình, giúp đỡ giải quyết những rắc rối của người dân trên đảo. Cho đến một ngày mọi thứ trên đảo bỗng trở nên tồi tệ, tất cả trái dừa đều bị hư, thuyền không bắt được con cá nào gần bờ. Chính điều này khiến Moner lại muốn ra khơi lần nữa. Ba cô liền tức giận vì ông cũng từng có tuổi trẻ trâu, ham phiêu lưu biển cả như cô, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống người bạn thân thiết nhất của mình. Moner suy tư, suy nghĩ, suy luận đến suy thận. Cô cố cất lên tiếng hát thánh thót trong sáng, tiếng hát từ đáy lòng, tiếng hát của cô vang vọng khắp hòn đảo và khiến cô quyết tâm ra biển mặc cho lời khuyên của cha. Con hư tại bà nội. Cô lên thuyền cùng người bạn yêu quý của mình, chưa đi được bao xa thì những con sóng đã lao tới đánh cô tan nát, tơi tả và te tua. Sóng đánh cô không còn cái nịt như cách sóng của Xuân Quỳnh đánh học sinh 2K3. Cô ấy xấu hổ bò về đảo và bị người bạn thân thiết xa lánh. Suy nghĩ của cô liền quay ngoắt 180 độ, như cách hải quay xe và nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ ra biển lần nữa. Nhưng bà của Moner cũng thuộc dạng lì, nào có thể bỏ ước mơ truyền lại khao khát của mình cho cháu gái. Bà đưa cô đến nơi mà tổ tiên của mình đã cất những chiếc thuyền cũ. Tại đây Moner tìm thấy một bàn DJ từ thời đồ đá, tôi còn tưởng là cái cối giã gạo. Cô chơi một bản nhạc rất khét và quẩy cực sung. Cô biết được rằng tổ tiên mình không phải là những người sợ biển cả, mà đã từng đi phiêu du đây đó trên biển như ước mơ của cô.
Họ chỉ dừng lại khi biển cả bây giờ đã không còn an toàn, bởi vì câu chuyện cổ tích bà hay kể cho cô là sự thật. Bóng tối đã lan đến hòn đảo Motunui. Maui đã khiến cho cây cối chết dần, cá không còn nữa, quái vật thì hoành hành trên biển. Bà còn trao lại cho Mulder viên ngọc trái tim của Tefiti mà biển đã đưa cho cô từ bé. Biển đã chọn cô là người đi tìm Maui để trao trả lại trái tim cho Tefiti. Trong lúc đang thông não cho bố thì họ nghe tin bà lâm bệnh. Nghe theo tiếng gọi biển cả, cô lên thuyền lần nữa, lần theo nơi có chòm sao hình móc câu để tìm á thân Maui. Lúc cô rời hòn đảo cũng là lúc bà của cô qua đời và hóa thành một con cá đuối giống như hình xăm trên lưng bà. Đó chính là lời hứa bà sẽ luôn bên cạnh cô dù cô ở nơi nào. Nhưng có thứ bên cạnh cô trên cuộc hành trình mà cô không ngờ tới nhất, chính là con gà ngáo hay hay. Vừa mới nhìn thấy biển là nó gáy cho cả đại dương nghe, cứ bỏ vỏ rửa ra là nó gáy. Nó đi theo tấu hài là chính chứ chẳng có tích sự gì, suốt ngày cứ đâm đầu xuống biển. Nhưng hành trình trên biển nào có dễ dàng êm ả như vậy. Ông bà ta có câu đi thuyền lắm có ngày té, mâu nơ té sấp mặt. Nhưng mà không hiểu sao bản tính tiểu thư trỗi dậy, không chịu mò lên thuyền mà đi chơi trò năn nỉ, xin xỏ với đại dương là hãy giúp mình. Đại dương thấy ghét liền cho giông bão, sóng lớn để vùi dập con nhỏ cho nó tỉnh ra. Nhỏ tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên một đảo nhỏ. Mulder bực tức đi ra trách mắng đại dương sao lại đối xử mình như vậy, còn chù cho cá tè vào biển luôn. Á đù, nhìn con gà tôi lại thấy trầm cảm. Cô phát hiện ra đây chính là nơi Maui sinh sống. Nghe đồn anh ta là một tên hung dữ và rất mạnh. Nhưng vừa gặp cô thì Maui đã hét lên, nghe thôi mà thấy bê đê nhất có thể. Ừ thì cũng không đáng sợ lắm. Sau đó Maui vội lấy lại sự đàn ông của mình. Anh ta liền khoe mẽ những biệt danh hát nhất của mình và mở luôn fan meeting tại chỗ. Anh hát và nhảy còn hay hơn khá bảnh múa quạt, khiến Mulder mê mẩn rồi bị dụ nhốt vào hang khi nào không biết. Ta nói, cái thứ con gái lần đầu gặp trai lạ mà đã u mê vậy rồi thì không mần ăn gì được. Vậy là anh ta cướp luôn con thuyền và mang theo con gà để đi đường ăn tạm. Nhưng mà con gà này nó lạ lắm, cho một đằng ăn một nẻo. Nhưng Mulder nào dễ bị sỏ mũi vậy, cô luồn lách đánh võng và thoát ra ngoài được. Cô liền làm một cú nhảy đầy kỹ thuật trên cao rồi rơi xuống biển cách thuyền 2 mét. Ta nói nó nhục, nhưng nhờ vậy họ mới phát hiện ra biển cả luôn bên cạnh hỗ trợ cô và nâng cô lên lại thuyền. Cô lên bao nhiêu lần thì Maui đẩy cô xuống thuyền bấy nhiêu lần biển nâng cô lên lại. Cô ấy yêu cầu Maui phải trả lại viên ngọc, nhưng Maui thấy viên ngọc liền sợ teo lại ném đi. Nhưng biển nói đéo này thì nhờn, Maui thua kèo đành nhảy xuống biển, nhưng biển lại ném lên thuyền. Cuộc sống của Maui bế tắc thật sự. Đúng lúc đó họ bị tấn công bởi bọn Kakamora, một đám yêu tinh trái dừa khô. Lúc đầu còn thấy đứa bé đáng yêu, cho đến khi mấy bé lên đồ chiến, ta nói sợ vãi đái. Cả đám quỷ nhỏ nổi trống, nhào lộn nhìn như rạp xiếc trung ương. Chúng tiến thẳng đến cái thuyền nhỏ xíu của Mulder để cướp lấy trái tim của Tefiti. Trong lúc rằng có ông trẻ hay hay nuốt được viên ngọc, hai người liền bỏ trốn, nhưng chúng đã bắt được hay hay đang nuốt viên đá trong bụng. Trong khi đó Maui có một quyết định rất đàn ông là bỏ trốn. Mulder nhảy lên thuyền của lũ quỷ dữ, đánh cho chúng tơi tả như đánh bóng vậy. Cũng may toàn lũ ngáo bóp ré nhau nên Mulder cứu được hay hay, rồi cùng Maui bỏ chạy thành công. Bọn dừa đâm sầm vào nhau mà rớt xuống biển. Dù đã qua nguy hiểm nhưng Maui vẫn không muốn đi tiếp. Lúc này Mulder liền chơi đòn tâm lý, vì anh ta muốn được mọi người biết đến và tung hô, nên Mulder đã dụ dỗ được anh ta, cùng lên đường tìm lại chiếc móc câu phép thuật bị đánh rơi năm xưa. Cứ tưởng sẽ có câu chuyện tình chớm nở giữa họ như bao bộ phim Disney khác. Nhưng không hề có một tí tị tì ti tình yêu nào trên con thuyền. Nếu có chắc chỉ là tình yêu của Maui dành cho con gà hay hay, một tình yêu vật chất, anh ta luôn tìm sơ hở để làm thịt con gà. Nó giống y tình cảm của mấy anh trai mưa với em gái nuôi của mình vậy đó. Nuôi để thịt. Trên đường đi Maui dạy cho Mulder nghề đi biển, khiến cô khám phá được những khả năng mới của bản thân mình. Sau một thời gian, họ cũng đến được La Lotai, vương quốc quái vật để tìm Tamatoa vì hắn ta đang giữ chiếc móc câu của Maui. Tới vương quốc quái vật mà cảm giác như đang Disneyland vậy đó, quái vật chả có con nào đáng sợ hay làm hại gì, như kiểu nuôi chó, nuôi mèo hoài cũng chán nên người ta chuyển sang nuôi quái vật làm cảnh cho nó lạ. Họ nhanh chóng phát hiện ra chiếc móc câu của Maui đang ở trên mai của Tamatoa, một con cua khổng lồ. Maui lại xúi giục Mulder đi làm mồi nhử để mình lấy móc câu. Đúng thật là tôi cũng chưa gặp con cua nào dễ dụ như con này, khen có một tí mà ông lên tận trời xanh. Nó cũng làm cho một bản nhạc kèm với ánh sáng lấp lánh sau lưng, như đi ba 1900 vậy. Vất vả mãi cuối cùng cũng lừa được con cua bằng chiếc tròng kính giả viên ngọc để chạy thoát với chiếc móc câu. Nhưng cái đéo gì thế này, à thì ra sau một thời gian dài xa cách Maui, giờ đã không còn sử dụng thuần thục chiếc móc câu thần được nữa. Muốn hóa chim to mà cứ ra cá nóc với cả thằn lằn chán hết chỗ nói. Những tưởng họ phải từ bỏ chuyến hành trình, thì Mulder tác động làm Maui gợi nhắc lại những kỷ niệm. Từ khi sinh ra anh thực ra cũng chỉ là một con người bình thường, bị ba mẹ vứt bỏ từ khi sinh ra, được các vị thần nuôi nấng và ban cho phép thuật. Anh lấy cắp trái tim của Tefiti cũng chỉ vì con người, mà ai cũng biết con người lòng tham vô đáy, uống trà sữa thì cứ đòi size L, thêm nhiều trân châu nhưng tính tiền thì kiêu đắt. Bởi vậy mà Maui mới mắc sai lầm năm xưa.
Mona an ủi giúp Mao Yi lấy lại được sự tự tin, cũng như phép thuật của mình, và bây giờ Mao Yi đã có thể mọc lông và hóa chim to lần nữa. Tự tin bố mày cân tất. Họ hăng hái tiến về vùng đất của Tefiti để trao lại trái tim cho người. Cuộc chiến cuối cùng luôn là cuộc chiến cam go nhất. Kẻ mà họ đụng độ không ai xa lạ, chính là kẻ đã đánh bại Mao Yi năm xưa Teka. Hai bên đánh nhau quyết liệt, Mona vì muốn đi vào hẻm núi để rồi Mao Yi phải lấy móc câu đỡ đòn chí mạng, cuối cùng con người vẫn thất bại trước sức mạnh của thần linh. Móc câu của Mao Yi bị hỏng nặng nề, và nếu còn đánh thêm lần nữa chắc chắn nó sẽ bay màu. Anh quyết định rút lui từ bỏ nhiệm vụ lần này và trở về nhà, bỏ mặc Mona tuyệt vọng một mình. Cô giờ không còn biết phải làm gì, mất niềm tin vào bản thân và cả sứ mệnh mà biển cả đã trao cho mình. Cô nghĩ mình không phải là kẻ được chọn, và trao trả trái tim Tefiti lại cho biển. Lúc này đây, bà của cô lại xuất hiện lần nữa để khơi dậy niềm tin và khả năng trong cô. Có lẽ bà sợ một mình bà không đủ sức thuyết phục, nên bà lôi theo cả tổ tông họ hàng, ông cố bà vài 80 kiếp đến, làm cái đại nhạc hội như Alan Walker hay Avic E cho cô xem. Cô tự tin vào bản thân và cái sự mách bảo của tổ tiên, cô lao xuống biển tìm lại trái tim của Tefiti. May mà tổ tiên không mách bảo sai vị trí, không là chết đuối dưới đó. Cô tìm được trái tim của Tefiti và một mình thực hiện nhiệm vụ còn dang dở. Mona chạm trán với quỷ lửa Teka lần nữa. Lần này, Mona chơi chiêu dương đông kích tây để đánh lạc hướng Teka và vượt qua được dãy núi lửa. Tuy nhiên vừa qua thì suýt bị Teka bắt được, nhưng Mao Yi đã đến mà cứu giúp. Chưa lên được bờ thì Teka đã cho cô ăn quả bóng lửa, cũng may biển làm lá chắn cứu được một phen, xém chút thiêu rụi tất cả. Lần này Mao Yi hy sinh chiếc móc câu thần của mình để cứu Mona thêm lần nữa, giúp Mona lên được hòn đảo của Tefiti. Nhưng lên được đến nơi thì Mona mới nhận ra Tefiti đã biến mất, và ngược lại Tefiti lại chính là Teka độc ác. Sau khi Mao Yi lấy cắp trái tim của bà đã hóa điên và trở thành Teka. Vậy mới nói phụ nữ mà bị lấy mất tiền hay trang sức quý giá, thì dù có hiền lành tốt bụng cỡ nào cũng thành quỷ dữ hết. Mona cho biển tạo lối đi qua trao trả trái tim, vừa đi vừa hát nữa thì tôi chịu cô rồi, như tôi là đái ra quần. Teka lao như điên tới đến nơi liền khựng lại. Teka sau khi nhận lại trái tim của mình, thì biến lại thành mẹ Tefiti xinh đẹp và hiền lành. Kết thúc vụ ăn trộm đá quý mấy chục thế kỷ, mối thù được hóa giải và mọi vật trên đảo cũng bừng tỉnh sức sống, đâm chồi nảy nở. Mao Yi được Tefiti tha thứ, tuyên bố trắng án và ban cho một chiếc móc câu thần mới. Ông mừng như con nít nhận được quà. Và sau đó Tefiti lại nằm lăn ra ngủ. Trên đời, tôi chưa gặp bà nào mà ngủ nhiều như vậy. Chứ bà chị gái tôi ngủ đến 7 giờ là ăn cái cán chổi của ông già rồi. Tiếp tục, Mona cũng lên đường trở về hòn đảo Motunui của mình. Mao Yi và Mona tạm biệt nhau từ đây. Từ đó Mona trở tù trưởng đứng lên lãnh đạo người dân của mình. Nhờ những kỹ năng mà Mao Yi chỉ dạy, cô cùng dân làng một lần nữa viết tiếp truyền thống xa xưa của ông cha. Họ lên thuyền ra khơi và chinh phục những vùng biển mới. Đúng là công chúa sẽ gặp hoàng tử, còn một người con gái dũng cảm và mạnh mẽ thì cần đéo gì hoàng tử nữa. Ta đây cũng đứng lên nắm chính quyền được mà, phụ nữ muôn năm.